Hello. Xin chào cả nhà. Lại là Huy đây, thì hai chồng Huy xin chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì hiện tại hai vợ chồng em đang có mặt tại thành phố Đà Lạt đó cả nhà. Hôm nay hai đứa sẽ dẫn cả nhà đến một cái điểm đầu tiên, đó là đường hầm Điêu Khắc. Điêu Khắc. Thì cái khu du lịch này được tọa lạc tại phường Tư, thành phố Đà Lạt nha cả nhà. Thì hôm nay hai đứa sẽ dẫn cả nhà vô tham quan đường hầm đất sét coi có những đặc điểm đẹp như thế nào nha cả nhà. Rồi mà cả nhà đi với hai đứa nghe. Đi. Hiện tại em đang ở trong đường hầm đất sét luôn nè cả nhà. Thì cả nhà thấy xung quanh em toàn là đất sét bao phủ vòng vòng không? Em như lạc vào mê cung của đất sét vậy đó cả nhà. Quá trời cảnh luôn, toàn là đất sét không. Ôi cảnh đẹp đẹp không à. Ở đây rất nhiều là khách tham quan đến luôn đó cả nhà. Chụp hình được không? Khách tham quan. Mình đi mình mở giò thì mình ngồi mình sẽ chết. Chụp hình. Cười cái ơi. 2 3 kiểu khác. Sao kiểu sao? Kiểu sao? Thì làm kiểu khác nên chụp cho nè. 2 2 3 cười. Rồi đi tiếp đi. Nó chưa nó có chụp. Phía trước là có một cái thác, hình như thác nhân tạo phải không? Ôi, nã chuối bằng vàng. Đâu? Đây. Ồ, nã chuối hơi bị bự nha. Cái này là chuối táo quạ hả? Chuối ghê không? Chuối bự ghê không anh? Hầu như Huy thấy là xung quanh đây nó giống như là làm bằng xi măng với lại bằng đá, người ta khắc xong người ta chám xi măng lên á để mà giả mấy cái đất sét. Đất sét á chứ không phải là đất sét đâu. Để cạp thử cái coi. Ê một chiếc Vespa chà bá đó kìa. Rồi trời, đây ta chơi gì nào nấy toàn là hàng khủng không ha. Một chiếc máy bay đó kìa. Em sắm cho anh chiếc máy bay em để trên đó kìa anh. Hả? Em sắm cho anh chiếc máy bay bự để trên đó kìa. Đâu có được leo lên đó đâu. Mời cả nhà ăn kem với hai đứa nghe. Ngon quá. U là trời nó béo. Trong đường hầm đất sét có bán kem mà cả nhà. Tính ra là cái thời tiết ngoài đây hơi là bị mát mẻ luôn. Nhưng mà là nãy giờ đi cũng hơi bị nhiều. Là nó... Người đàn bà có kem, cây kem Sikola. Tiếng ghê không? Ngon quá. Kem này nó có vị vị béo nè, thơm nè. Thơm vani. Em hai hương luôn, vani Sikola. Ê, có bài hát kìa. Ừ? Có bài hát có lời luôn kìa. Ai lên xứ hoa đào, dừng chân bên hồ chiều gương. Trời ơi, một bài hát có chữ luôn. Ai lên xứ hoa đào hả? Bắn cung hả? Bắn cung kìa. Ngọc Hoành là bắn cung nha. Đi mua kem ăn tiếp hả? Ừ. Cứ đi vòng vòng cái nó hơi bị khát luôn đó cả nhà. Mặc dù là thời tiết ngoài đây nó cũng hơi se se lạnh nhưng mà cũng vẫn muốn ăn cà lem nữa.
Đây nè. Kem tươi 10k nè. Kem tươi 10k là 10.000 một cây. Lấy anh một cái kem màu trắng. Lấy cho con một kem vani với lại một kem sô cô la con. Anh có tiền không? Anh hả? Thôi, một cái màu trắng với một cái hai màu chung á chị. Kêu mua xong hỏi có tiền không? Trả tiền. Sao không trả tiền? Hỏi có tiền không đang trả nó. Tưởng đâu hỏi chơi. Mưa hả? Mưa đâu? Chú ở đâu xuống đây lận? Chú ở miền Tây. Miền Tây hả? Ở tỉnh nào? À, Vĩnh Long. Vĩnh Long á, con cũng ở Vĩnh Long nè. Vĩnh Long hả? Dạ. Vĩnh Long huyện nào? Dũng Liêm. Ở huyện Dũng Liêm. Ờ, Dũng Liêm được ra tôi với chú đâu có bao xa. Chú ở huyện nào? Tôi là Bình Minh, Bình Tân á. Bình Tân ấy, cái bên. Cái bên. Cái đâu có xa đâu. Dạ. Dạ. Uống dạ. Gì không? Uống nước đi rồi hả đi, mưa rồi cái quán quay cái gì? Nhưng mà đó có hai cái tượng đẹp ghê á. Mưa à? Có gì là mình cũng đi nhiều điểm rồi ha. Nhiều điểm mình. Dạ con đi tùm lum mấy lần. Dạ. Dạ. Đi tùm lum hết rồi. Em đây bán còn nhận cũng là ngon. Ngon mà có 10.000. Hai cái tượng kìa. Hai cái tượng nó có mọc nhánh cây trên đầu hai tóc kìa. Nơi tình yêu bắt đầu kìa. Ô nhộn nhịp quá vậy. Đẹp quá vậy. Ô là trời nhìn thấy cưng quá vậy. Nhờ caramel chụp mình tắm này. Nhìn đẹp ha. Lung linh lung linh luôn. Đẹp thiệt ha. Vui thấy... lòng. Vui lòng ship hàng please like up gì nè. Lấy cái gì. Có ai đâu mà ship hàng. Ô mà nhìn đẹp quá ha. Cái chân ướt mình nha. Ê chụp hình đẹp lắm đó. À. Khi mà đến đây thì không thể bỏ qua một bức ảnh với cái hai cái pho tượng này cả nhà. Nhìn đẹp quá luôn trời. Thì bây giờ Huy sẽ dẫn cả nhà tiếp tục đi tham quan những cái điểm tiếp theo nữa nghe. Cả nhà thấy cảnh ở dưới đây đẹp không? Trời ơi. Hồi nãy là nơi tình yêu bắt đầu. Còn bây giờ là nơi tình yêu thăng hoa. Thì thấy trái tim không? Hả? Thấy trái tim bằng đá không? Nhìn đẹp ghê luôn á. Cái giả gỗ á. Qua bánh chụp hình được á. Đi không? Đây. Con thiên nghe trắng. Cầm cái này cũng hơi bị mỏi tay vậy. Cameraman đi đâu mất tiêu rồi. Chắc là đi chụp hình không mệt quá. Đây. Đi qua đó chụp hình. Đây, đi vô. Ê, có nguyên con đề bàn ở trên chiếc xuồng, ôi chiếc tàu luôn kìa. Đi qua đó chụp hình anh đây. Anh thấy chỗ này đẹp này, mình vô mình chụp làm vậy chụp thôi đi. Hả? Không có đó, mình đứng ở trên cái con để bạn á, bắt đầu em căng tay ra giống như Titanic vậy đó. Bông. Ừ. Đó. Vậy đó hả? Vậy hả? Ừ. Được chưa? Rồi sao? Làm sao? Rồi à. Đi đi kìa nè, chụp. Rồi. Chả cho anh ta ngồi xuống. Ngồi xuống cái nữa. Cho anh ta chụp.
2-3 ngàn. Hai đứa mê chụp hình. Ừ, 2-3. Rồi đi vô trả chỗ cho người ta. Được chưa? Đẹp không? Rồi, 1, 2, 3. Bây giờ hai đứa. Được chưa? Rồi, 1, 2, 2. Chưa? Được chưa, được chưa? Nó cười quá. Thôi giờ bây giờ em ngồi trên em ngồi trên hai cái giò anh đi. Em ngồi trên hai giò anh đi. Ê trời, mập địch. Ngồi 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 hai bên đây nè. Rồi anh ngồi trên đây là nặng cho dính hai cái khung màn sao. Ngồi xích xuống. Trời nặng. Xích xuống kìa. Bành gì? Rồi xích xuống. Vậy lấy khúc trên thôi nghe. Rồi. Rồi chưa lấy khúc trên thôi. Rồi chưa. 2-3. Ấm đâu. Mà thẳng giờ ra. Rồi thẳng giờ ra, em thẳng giờ ra luôn nè. Rồi chưa? Trường nghe nói. Sau một hồi dạo một vòng ở đường hầm đất sét thì bây giờ hai đứa đi về nha cả nhà. Thì bây giờ hai đứa sẽ trở về khách sạn để kiếm gì ăn nha cả nhà, đói bụng quá. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà hai đứa đến Đà Lạt luôn đó cả nhà. Rồi sẽ đi nhiều chỗ nữa. Sẽ quay cho cả nhà xem có những chỗ nào đẹp 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 nha. Rồi bây giờ hai đứa đi về nha cả nhà. Mà công nhận bữa nay cũng hơi xui xui là trong lúc đi thì hai đứa cũng bị mắc mưa nữa. Nhưng mà không sao. Đi bên vợ mà có mưa cũng không sao.